Chào các bạn, hôm nay cửa hàng xe đạp điện trợ lực.vn sẽ giới thiệu với các bạn một cái khóa số 5 số và hướng dẫn các bạn thay đổi mật khẩu cũng như set up mật khẩu mới như sau. Theo khóa mới thì là mật khẩu hiện tại đang là 5 số 0. Các bạn nhìn thấy ở trên đây có mũi tên chỉ vào cái 5 số 0. Muốn thay đổi mật khẩu, chúng ta nhìn thấy chữ set, xoay chữ set về thẳng 5 số 0 của mặc định. Chữ E thẳng ra đây. Ví dụ tôi đang thay đổi đây là số 9. Số 9. Tất cả đều là số 9 hết. Sau đó tôi xoay đi trở lại. Dãy số 9 mật khẩu của tôi vừa set up. Khóa lại và thay đổi. Vậy như vậy là khóa đã khóa. Muốn mở khóa thì các bạn sẽ xoay lại. Quay lại số 9. Okay. Anh ơi, nếu bây giờ mà khách hàng bảo là quay tầm xa quá thì bây giờ em quay một cái video gần được không? Ok, mình sẽ nói lại một lần nữa. Mật khẩu mặc định của nhà sản xuất là 5 số 0. Khi các bạn mua hàng thì tất cả mật khẩu đều là mặc định của nhà sản xuất. Thay đổi mật khẩu khác sẽ không mở được. Quay lại 5 số 0 sẽ mở được. Muốn thay đổi mật khẩu, các bạn xoay. Ở đây nó có một chữ set. Các bạn xoay chữ E về 5 số 0. Các bạn thay đổi mật khẩu theo như là mình đặt. Ví dụ tôi thay đổi là số 9. Các cái số khác là số 9 chẳng hạn, hoặc số 0 tùy ý các bạn nhé. Mình thay đổi là 9 đi. Tất cả đều chín hết. Sau đó mình xoay chữ set quay trở lại. Mật khẩu mình đã lưu mặc định. Đây chính là mật khẩu của các bạn đã đặt. Các bạn khóa lại và thay đổi mật khẩu. Xoay. Và như vậy là khóa đã khóa. Các bạn thấy đơn giản không? Nếu có gì thì các bạn sẽ gọi liên hệ với mình qua số điện thoại 07 07 10 9999. Cảm ơn các bạn.